tìm đến môn thể thao bơi lội khoảng 50 tuổi, vận động viên Nguyễn Tú Anh và Hồ Quốc Khánh của Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Thể dục Thể thao Nghệ An đã sớm bộc lộ tố chất của vận động viên tài năng của thể thao tỉnh nhà và đội tuyển lặn Việt Nam. Qua nhiều giải đấu trẻ quốc gia, giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và giải vô địch châu Á, vận động viên Nguyễn Tú Anh, Hồ Quốc Khánh đã lần lượt được thử sức, giành được nhiều tấm huy chương cao quý. Những giải thưởng đó càng khẳng định hướng đi đúng đắn của thể thao Nghệ An trong việc đầu tư vào các môn thể thao trọng điểm mà Tú Anh, Quốc Khánh là những hy vọng vàng. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình trò chuyện cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đoạn clip vừa rồi thì đã giới thiệu hai nhân vật ngày hôm nay sẽ cùng trò chuyện với Thanh Long, và chúng ta sẽ cùng chào đón vận động viên Tú Anh và vận động viên Quốc Khánh. Xin chào hai em. Vâng. Xin chào chị Thanh Long và xin kính chào quý vị và khán giả. Xin chào chị Thanh Long và xin chào và cảm ơn quý ông già đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng. Ngày hôm nay thì chị rất là tò mò khi mà các em đến đây để chúng ta sẽ cùng tham gia vào buổi talk show ngày hôm nay, thì chị quan sát thấy là hai em đã mang theo rất là nhiều những cái tấm huy chương này, và đặc biệt đó là một cái chân vịt, một cái thiết bị để giúp cho cái quá trình lặn của chúng ta. Tại sao hai em lại mang những cái thiết bị này đến đây? Những cái thiết bị dụng cụ nhà em mang theo là tập luyện và thi đấu ở các giải trong nước và ngoài nước, bao gồm chân vịt, kính, mũ và vòi thử. Cái chân vịt này là gắn bó với em những cái chặng đường đua, đã giúp cho em có thể nhiều thành tích hơn, nhiều tấm huy chương hơn ạ. Qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là các em cũng sẽ chia sẻ một cách cởi mở hơn về cái hành trình để chúng ta có được những cái kết quả đáng tự hào như vậy. Và cái cảm xúc của Tú Anh khi mà đến với chương trình này thì như thế nào? Là cảm xúc của em đến hôm nay rất là vui và cũng hơi gọi là hồi hộp ạ. Vì lần đầu tiên được lên phỏng vấn ạ. Còn em mình cảm giác hơi run một xíu nhưng mà cũng bình tĩnh để trả lời cho mọi người biết về hành trình và cách tập luyện của mình. Và những tấm huy chương mà ngày hôm nay các em mang đến với trường quay thì các em có thể giới thiệu qua một chút về những cái thành tích mà mình đã đạt được không ạ? Đầu tiên là xin mời Tú Anh. Vâng, đây là tấm huy chương vàng mà em đã đạt được trong giải vô địch châu Á tại Thái Lan vừa rồi ạ. Đây là một trong những 3 huy chương vàng có cự ly 800m ạ. Tấm huy chương vàng ạ, đây là cự ly 1500 ạ. Ồ. Vậy là cá nhân của Tú Anh là đạt được 2 huy chương vàng. 3 huy chương vàng. Vâng. Đây là tấm huy chương vàng ở giải câu lạc bộ mà em đạt được trong năm qua. Đây là giải trẻ mà em đạt được. Trong năm qua đây là cử ly 1500. Trước tiên thì chị muốn chúc mừng các em với thành tích đó là đã đạt được những tấm huy chương vàng và huy chương bạc tại giải vô địch châu Á. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta có được những cái thành tích như thế này thì bây giờ chị lại muốn quay ngược lại thời gian một chút, là để chúng ta có thể hiểu hơn về cái con đường của các em đã đến với môn bơi lặn nó như thế nào. Em đến với môn bơi lặn lúc là em năm 2017, lúc em còn mới 10 tuổi ạ. Khi mà được gia đình cho đi tập bơi ạ, khi đó là em đã được thầy Cương huấn luyện, là thầy đã tập bơi cho em và thầy đã nhìn đã được cái tổ chức của em để tập có thể vô được đội bơi ạ. Khi sau 2 năm đó thì em đã được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia bơi tại Đà Nẵng ạ. Thì em cũng tập luyện cùng với các anh chị ở trong Đà Nẵng cùng tập được 2 năm ạ. Sau 2 năm đó thì cũng có rất nhiều khó khăn nên là em cũng phải quay về ạ. Còn em thì do may mắn là có bố mẹ là từ nhỏ là có năng khiếu về thể thao. Mẹ cũng là vận động viên ở môn bơi lặn trong trung tâm thể dục thể thao. Bố cũng là bên môn bóng đá. Em được bố mẹ định hướng theo môn bơi lặn vì có tố chất to khỏe.
Với khát vọng đưa thể thao Nghệ An vươn lên top đầu cả nước, nhiều môn thể thao thành tích cao đã được tỉnh nhà ưu tiên đầu tư. Với bộ môn bơi lặn, nhiều thế hệ vận động viên như Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Tú Anh, Hồ Quốc Khánh, Nguyễn Hiếu Nhung đã lần lượt tiếp nối, trở thành niềm hy vọng vàng của bộ môn bơi lặn Nghệ An và đội tuyển trẻ quốc gia qua rất nhiều giải đấu được tổ chức. Của hai cái gương mặt trẻ tiêu biểu cũng đang cố gắng để tiếp nối của anh Nguyễn Trọng Dũng, đó là em Nguyễn Tú Anh và em Hồ Quốc Khánh. Riêng về hai em vận động viên trẻ lần Nghệ An thì nó góp phần quan trọng trong cái định hướng để phát triển thành tích, nâng cao thành tích cho tỉnh nhà trong cái đại hội sắp tới, đó là 2026. Với mục tiêu của tỉnh nhà đó là hoàn thành chỉ tiêu của đại hội 2026. Cho nên là hai em này cũng rất là quan trọng trong cái đội hình để mà phát triển và nâng cao cái thành tích cho tỉnh nhà. Miệt mài luyện tập, khát vọng chinh phục những nấc thang đỉnh cao, hai vận động viên trẻ Tú Anh, Quốc Khánh đã nhanh chóng đạt kỷ lục quốc gia của nhiều giải đấu vô địch trẻ, vô địch cấp quốc gia năm 2022-2023. Tại giải vô địch châu Á tổ chức tại Thái Lan tháng 11 năm 2023, cả hai vận động viên trẻ này đã đóng góp vào thành tích chung đáng ghi nhận của đội tuyển lặn Nghệ An là 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Những cái ngày đầu khi mà đến với cái bộ môn này thì các bạn gặp phải những cái khó khăn như thế nào? Mới vào thì mình rất là con nhỏ. Khi mà tập mệt một chút hay là hết sức thì mình cảm thấy rất là muốn bỏ cuộc ạ. Tập bể ngoài trời có mái che, rất là nắng. Mùa hè ở dưới nước nó nóng và rất là chia khó thở. Mùa đông thì lạnh rát, đi chân vịt nhiều, nó sưng chân ấy, rách chân. Đầu tiên có nhiều lần muốn bỏ cuộc, mà nhờ có những sự động viên của thầy, em vẫn tiếp tục để theo con đường. Những cái lúc mà mình cảm thấy là rất là hơi mệt, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng hơn. Khi mà thầy vẫn động viên mình, kiểu là mình nỗ lực hơn để có thể đạt rất nhiều thành tích khác. Và có thể kiếm rất là nhiều huy chương. Người thân cũng là động viên mình, kêu mình còn cố gắng hơn vì sau này có tương lai của mình hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về những cái đấu trường mà các em đã trải nghiệm, các em đã thử sức mình. Vậy thì Tú Anh, em có nhớ cái tấm huy chương vàng đầu tiên em đạt được ở trên đường đua xanh thì đó là ở giải đấu như thế nào ạ? Dạ, cái tấm huy chương vàng đầu tiên em đã đạt được là giải vô địch nhóm tuổi quốc gia tháng 6 năm 2022 tại Thừa Thiên Huế ạ. Tại giải đó thì cũng đã lần đầu tiên em đã được thi đấu với môn lặn ạ. Em đã đạt được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ạ. Cũng tháng 6 năm 2022 ở Thừa Thiên Huế. Em đạt được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Được phong cấp kiện tướng quốc gia. Và sau cái giải đấu này thì các em còn tham gia ở những cái giải đấu nào nữa? Xin mời Tú Anh. Dạ, sau cái giải đấu đó thì em là tham gia giải vô địch trẻ quốc gia vào tháng 7 năm 2022 ạ. Tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì đó em cũng đã đạt được 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng ạ. Vâng. Và năm 2023 cũng có rất là nhiều giải ạ. Giải đầu năm là giải vô địch 25m quốc gia tại cũng là tại Thừa Thiên Huế ạ. Cùng em đã đạt được là 2 huy chương bạc ạ. Và trong giữa năm thì có giải vô địch nhóm tuổi cũng tổ chức ở Tiền Giang. Em khi đó cũng đạt được 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng. Giải vô địch châu Á được tổ chức vào tháng 12 năm 2023 vừa qua. Cái mục tiêu mà em cũng như là ban huấn luyện đặt ra cho mình trước lúc mà chúng ta đến với cái giải đấu này thì có cái mục tiêu như thế nào? Trước khi giải thì em cũng chỉ nghĩ là em quan sát với những vận động viên nước khác. Mình cũng tìm hiểu thôi ạ.
chứ mình cũng không nghĩ là sẽ đạt ra được những huy chương này. Đại diện cho Nghệ An là có 3 vận động viên đi, trong đó có em rất tự hào về điều đó. Nên em được ban huấn luyện và thầy tập luyện rất là chăm chỉ. Nhiều lúc những cái giáo án mà nó kéo dài tầm 4-5 tiếng, em rất là mệt mỏi. Nhưng mà vì cái giải đấu lớn nên là mình phải cố gắng hơn nữa, chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế được. Nhưng mà khi mà các em bước lên cái bục xuất phát thì gặp những cái đối thủ, có thể nói là những cái đối thủ lớn, những cái đối thủ mạnh của khu vực châu Á, thì lúc đó tâm lý của hai em như thế nào? Cái cử ly của em cũng phải có 6 người đối thủ Hàn Quốc, Giúp Đán, Trung Quốc đều là đối thủ mạnh hết. Nhưng em nhìn thì cũng hơi run sợ, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của em trước khi bước vào nội dung đó. Trước khi lên bục xuất phát, em cũng lại bắt tay chào hỏi những đối thủ khác để mình cũng tự tin hơn về một chút tinh thần, hoặc là mình cũng không e dè với đối thủ cho lắm. Tại vì đối thủ Dốc Đan, em thấy nó to khủng khiếp lắm. Nhưng mà lên bục xuất phát thì em không để ý nhiều, em chỉ tiếp tục về cử ly của em. Em có thể kể lại một chút về cái quá trình mà em thi đấu trong cái vòng chung kết, cái vòng cuối cùng ấy, và có được cái tấm huy chương vàng này. Ngay đầu tiên thì em được thi cử ly 400m. Em đạt được huy chương đồng. Vì thành tích hôm đó thì cũng hơi xa với thành tích cũ. Nhưng mà thầy cũng là gọi là đồng viên em, kêu em là không nên nản lòng. Thì sáng ngày thứ hai là em đã cố gắng hơn. Thầy đã nói cho em về những cái chiến thuật, cái cử ly ngày hôm đó. Và khi đó em đã đạt được huy chương vàng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi nhanh. Tú Anh và Quốc Khánh đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Khi mà tập môn bơi lặn thì bạn nghĩ về nước da của mình đang có sẽ như thế nào? Tập nhiều là mình sẽ bị cháy da và da mình sẽ ngắm đi ạ. Thì mình cảm thấy tự ti về các bạn nữ khác. Làn da này là làn da bánh mực mà, nên em cũng không làm em phải e ngại với bạn bè. Môn lặn thì đã mang đến cho các bạn bao nhiêu tấm huy chương ạ? Cũng phải hơn 20. Em có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Những đối thủ đồng trang lứa mà các bạn cảm thấy ngưỡng mộ và đáng học tập nhất thì đó là ai? Bạn ở Hà Nội ạ, Trần San San ạ. Nguyễn Trần San San, một vận động viên ở Hà Nội đúng không ạ? Vâng. Còn đối thủ? Còn em thì ngưỡng mộ một bạn ở Dốc Đan ạ. Trước khi mà đến với môn lặn thì ước mơ của hai em đó là gì? Ước mơ của em là thế là làm họa sĩ. Từ nhỏ em có mơ đầu tiên là bóng đá. Còn với Tú Anh ạ, bạn là con gái thì bạn có thích nấu ăn không? Dạ có ạ. Khi mà bạn muốn chiêu đãi các bạn của mình thì bạn sẽ nấu món gì ạ? Nếu mà nấu được thì chắc em cho ăn mì tôm. Con sở trường của em là món sườn chua ngọt ạ. Hai bạn chính là cái niềm hy vọng của môn bơi lặn Nghệ An, thì điều đó có tạo cho các bạn những cái áp lực không ạ? Tạo cho em một cái áp lực, nhưng mà vì đó nên em phải cố gắng và nỗ lực hơn. Cái giải đấu quốc tế nào mà các bạn mong muốn chinh phục nhất đối với mình? Giải World Cup tổ chức ở Hàn Quốc. Trong năm nay thì em sẽ phải cố gắng thì cái giải cũng là World Cup nhưng mà được tổ chức ở tại Thái Lan tiếp ạ. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với hai vận động viên ở môn lặn Tú Anh và Quốc Khánh để giúp cho chúng ta hiểu hơn là đằng sau những cái tấm huy chương vàng hay là những tấm huy chương bạc mà các bạn ấy đã đạt được ở trên các đấu trường trong nước và quốc tế là cả một cái sự cố gắng và nỗ lực hết mình và cháy hết mình cùng với niềm đam mê. Và chúng ta càng có thêm niềm tự hào về thế hệ vận động viên trẻ của tỉnh Nghệ An của chúng ta sẽ tiếp tục viết nên những thành tích vẻ vang cho bộ môn lặn ở trên đấu trường quốc tế. Và đến đây cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.